Xin chào, tôi tên là Duy. Năm nay tôi 24 tuổi. Đồ uống mà tôi thích nhất chắc chắn là trà sữa. Tại khóa học này, tôi sẽ dạy bạn cách làm trà sữa tại nhà. Nhưng tôi không dạy bạn tất cả các món đồ uống có trong một cửa hàng trà sữa thông thường. Tôi chỉ dạy bạn những món đồ uống trà sữa ngon nhất. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người sáng lập ra Pha Chế Online. Và đây là Wiki Lady, nơi mà bạn được học những kiến thức bổ ích nhất dành cho phụ nữ. Chính xác thì trong khóa học này tôi sẽ dạy bạn những gì? Hãy cùng tìm hiểu xem.